Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ấm áp trước loạt hành động đẹp đúng chất người Việt Nam của Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020. Trên đường đua chinh phục vương miện cao quý của Miss Universe 2020, đại diện Việt Nam, Hoa hậu Khánh Vân luôn ghi điểm bởi cách ứng xử thông minh, khéo léo. Trong chuỗi ngày hoạt động tại cuộc thi Miss Universe 2020, các đại diện từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có những buổi gặp gỡ, giao lưu cùng nhau. Đây là khoảng thời gian cho mỗi người đẹp hiểu thêm về đất nước khác, nền văn hóa khác và đặc biệt là tính cách của đối thủ. Nguyễn Trần Khánh Vân đã vinh hạnh là người đẹp nước Việt góp mặt trong cuộc thi danh giá này. Tại đây, cô không ít lần chiếm được nhiều cảm tình vì sự tinh tế, trái tim nhân hậu của mình. Trước loạt đối thủ nặng ký cùng tranh tài tranh sắc tại cuộc thi năm nay, Khánh Vân liên tục ghi điểm với outfit nổi bật, thần thái đỉnh chớp cùng cách giao tiếp thân thiện, hòa nhã trong những ngày nhập cuộc nhà chung Miss Universe 2020. Trong thời gian gần đây, công chúng nhận thấy một thói quen của nàng hậu nước Việt. Khánh Vân luôn khiêm tốn chỉ chọn một vị trí nhất định khi chụp hình chung cùng các đại diện khác, không cố tình chiếm spotlight. Dù cho thời gian không có nhiều, ai cũng muốn tranh thủ những khoảnh khắc đẹp nhất, sáng nhất để quảng bá bản thân và đất nước mình đại diện. Thế nhưng hành động khiêm nhường của mình giúp Khánh Vân ghi điểm nhiều hơn ở tác phong điềm đạm đáng có của một cô hoa hậu. Không tạo dáng cầu kỳ đứng ở góc, Khánh Vân dùng ánh mắt sắc bén cuốn hút khán giả, phong thái thoải mái tự nhiên, hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam không dồn sự chú ý vào bản thân. Ngay cả ngồi đầu, người đẹp cũng nhẹ nhàng không tranh giành spotlight với các đại diện khác. Khi Khánh Vân đăng tải bức ảnh selfie cùng người đẹp Trung Quốc đỏ sắc bên đối thủ láng giềng, Khánh Vân nhường góc máy đẹp cho Chia Xin Sơn, hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam vẫn không hề lép vế, với thần thái sắc sảo cuốn hút nhưng không hề lấn át đối phương, mọi người một vẻ mười phần vẹn mười. Khánh Vân thắt chặt mối giao hữu với các nước khác tại cuộc thi. Phần thi trang phục dân tộc là dịp để mỗi quốc gia phô trương niềm tự hào của mình đến với bạn bè quốc tế. Dù cùng vướng sự cố, nhưng người đẹp nước Việt vẫn hết mình kêu gọi đồng bào ủng hộ cho người bạn cùng phòng, người đẹp Malaysia. Đại diện nước bạn đã chiếm nhiều thời gian khi đưa cả căn nhà lên sân khấu. Khánh Vân chia sẻ, bạn Malaysia là bạn cùng phòng với Vân. Vân rất thương bạn vì bạn chia sẻ với Vân bạn rất áp lực vì bộ trang phục rất to và nặng. Vân chưa xem được phần biểu diễn của bạn, nhưng bạn kể lại là thực hiện không tốt. Bạn rất cố gắng và luôn ủng hộ bạn. Dù chỉ có một mình như bạn đã rất cố gắng và làm tốt. Vân mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho đại diện Malaysia và Vân nhé. Khánh Vân kêu gọi ủng hộ cho người bạn cùng phòng Malaysia vì sự cố cầu giờ. Người đẹp Chu Toàn không quên tặng trang phục, đồ bộ thung lạnh của Việt Nam đến các đại diện. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.